Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trên đường về nhà bè đến giáo điểm tin mừng thì người ta thấy là có hai bố con đi với một cái con lừa. Hai bố con dắt cái con lừa đi đến giáo điểm tin mừng để đi lễ. Thì mấy người ngồi bên đường mới gặp hai bố con dắt con lừa đi, nói là trời ơi, cái bố con nhà này nó khờ thật. Mà sao khờ? Là có con lừa để nó chở mình đi như vậy mà mình lại không leo lên lừa mà đi, lại đi bộ là thế nào? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Trả lời đúng không? Đúng. Thế là hai bố con mới leo lên con lừa để đi. Thì hai bố con đang leo lên con lừa để đi thì bỗng lại gặp cái người khác lại nói: trời ơi, cái bố con này ác thật đấy. Cái con lừa nó như vậy mà cả bố cả con leo lên con lừa thì làm sao mà con lừa nó chịu nổi? Đúng không? Đúng không? Đúng. Hai bố con lại đi xuống. Đi xuống rồi một lúc rồi đi rồi thấy ông bố mệt quá. Bố mà mệt quá, con bảo thôi bố lên lưng lửa bố đi đi. Thế ông bố leo lên lưng lửa đi. Thằng con nó dắt, gặp cái bà này, bà lại lẩm bẩm: cái ông này, ông bố này ác thật. Ông bố mà leo lên lưng lửa ngồi như vậy để thằng con nó phải dắt đi thì đúng là ông bố này ác thật thì gì. Đúng không? Lại đúng. Thế là ông bố đi xuống. Ai lên? Thằng con lên. Thằng con lên đang tung tăng tung tẻ vui vẻ, lại gặp cái cô này ngồi lẩm bẩm: cái thằng bất hiếu, mày trẻ như vậy mày không cho bố mày lên mà mày lại bắt bố mày dắt lừa cho mày đi là cái gì? Cái thằng bất hiếu. Đúng không? Lại đúng. Lên lừa cũng chết, xuống lừa cũng chết, mà bố lên lừa bố cũng, thằng con lên lừa thằng con cũng. Rồi thì anh chị em giải quyết cho tôi, giờ sao đây? Hả? Rồi xuống cái ông này bỏ bắt lừa làm thịt. Cái ông này cũng lại gặp cái bà kia nữa, bà lại chỉ mặt ông. Ông là ác có vừa chứ, cái con lừa nó, ông nó chở ông đi bao nhiêu dặm đường như vậy mà ông nữa là bắt nó làm thịt. Đúng không? Lại đúng. Giờ sao đây? Làm sao đây? Biết trả lời sao? Ta ra ta ra ta ta. Biết trả lời sao? Hả? Cô kia đó, cô đó, cô đó, cô áo tím tím đỏ đỏ đó, cô đó, rồi cô lên đi, cô trả lời tôi coi làm sao. Bây giờ theo cô thì bây giờ lên hay không lên, xuống hay không xuống, đi hay không đi, theo cô đấy. Rồi lên cũng chết mà xuống cũng chết. Rồi theo cô thì sao? Con thưa cha là nếu mà là con thì con sẽ để cho bố con đi. Sao để cho bố mình đi? Người ta lại nói là bố leo lên lưng lừa rồi để cho con nó phải dắt đi, vậy ông bố này ác quá là sao? Vì bố là bố của mình mà, bố thì già rồi nên là sức khỏe không thể bằng các con trẻ được ạ. Người ta nói vậy rồi sao? Thì con bảo là thôi thì kệ mọi người, miệng lưỡi thiên hạ, còn tôi thì tôi cứ để cho bố tôi ngồi lên lưng lừa, còn tôi thì dắt bố tôi đi. Đúng không? Kệ miệng lưỡi thiên hạ, họ nói gì thì nói. Nếu mà cuộc sống của chúng ta mà mình cứ phải chiều theo dư luận, bao giờ, biết đến bao giờ mình mới vừa lòng dư luận được? Béo thì chê, béo trục béo tròn, gầy thì chê, xương sống xương sườn lòi ra, gươm cái con này nó gầy quá, xương sống xương sườn. Xong rồi lại bảo gươm cái cô kia béo quá rồi. Thưa anh chị em, ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Con này nó hoang quá, rộng rãi thì lại bảo là ngoan quá. Còn cái ông này bị sống tiết kiệm thì nó bảo cái ông này trùm sò. Ông này ông Trần Văn Kêu, bố ông là Trần Văn Kiệt. Thế như vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy là khó mà mình có thể vừa lòng người được lắm. Mình sống cách nào cũng không vừa lòng người được đâu. Cho nên mình phải có lập trường của mình. Lập trường của mình thấy rằng điều đó là hợp tình, hợp lý, và mình suy nghĩ, mình cầu nguyện thấy là đúng thì mình cứ làm ạ. Nó nói thì sao? Dạ, kệ nó. Chúa nói với thánh nữ Faustina, mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, con cứ mặc cho họ muốn phê bình chỉ trích gì thì phê bình chỉ trích. Khi mà thánh nữ Faustina làm công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bề trên thì chê trách, khiển trách, bề dưới thì chê cười, rồi thì bề ngang thì nó chê chọc, người thì chê trách, người thì chê cười, người thì chê chọc. Bề trên, bề dưới, bề ngang, bề nào cũng chê, cũng trách, cũng chọc hết. Rồi dư luận đàm tiếu đủ thứ. Faustina buồn lắm, chạy đến với Chúa Giêsu nói: Chúa ơi, con buồn quá, con vâng lời Chúa, con làm việc loan truyền lòng thương xót Chúa mà không ai hiểu cả. Người thì nói thế này, người thì nói thế nọ, người thì nói thế kia. Chúa bảo mặc kệ họ. Đúng như cô bé này nói, mặc kệ họ. Họ mặc cho dư luận, mặc cho người đời muốn nhận xét, muốn phê bình gì thì họ cứ phê bình. Con đừng bận tâm, mặc kệ họ. Còn con, nếu mà con lên đây, con có thể mạnh dạn con chia sẻ làm chứng được cho người ta rằng con đã được Chúa thương như thế nào không? Mặc dù có thể người ta bảo: ôi con này đi ậu đàng, chứng vì lệ trả chứng. Con có dám nói không? Thưa cha, con có ạ. Rồi, vậy thì con nói đi, cho một trong cái tay thưa anh chị em. Lời đầu tiên thì cho con xin gửi lời chào đến cha và toàn thể cộng đoàn. Con xin tự giới thiệu, con tên là Maria Nguyễn Thị Hiền, con ở giáo xứ Thanh Thủy, giáo phận Bùi Chu ạ. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay 27 tuổi ạ. Con đợt trước thì đi dạy nhưng giờ con sinh cháu, con ở nhà. Vâng, con xin làm chứng cho Chúa về lòng thương xót của Chúa là bà ngoại con á, bị bệnh như ngoài Bắc gọi là bị zona thần kinh, nhưng mà không chữa kịp ấy, nó chạy hậu, thế là nó chạy vào xương tủy ở khắp người. Tay chân bà con thì nó co quắp lại và đau đớn, đi chữa bao nhiêu nơi cũng không khỏi. Bác sĩ bảo là bệnh này phải chịu cho đến lúc chết. Vậy xong là đầu tháng trước ấy, có một đoàn cũng đi vào trong lòng thương xót của cha ở giáo điểm Tin Mừng này. Bà con đã cầu xin lòng thương xót của Chúa và được cha cũng như cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế là bà con về đến nhà thì tay chân nó không còn bị cắn nữa, mà tay đi nhà thờ mặc áo dài thì có thể khoanh lại được, mà cũng không phải uống thuốc nhiều, nửa tháng mà chỉ uống có 2 lần. Thế là bà con thì bị rất là nhiều bệnh. Con còn trẻ nhưng mà bị nhiều bệnh. Bà con năm nay 73, còn con thì có 27 thôi, nhưng mà con cũng rất là nhiều bệnh. Thế là bà con bảo là con ơi, được lòng Chúa thương, con cứ cố gắng mà đi. Thế là con cũng không có chủ động gì đi đâu ạ. Thì con 20 tháng nhưng mà chưa một ngày nào mà không khóc đêm. Thế là con cũng sợ không dám đi, nhưng mà chắc có lòng thương xót của Chúa thúc giục là 11 giờ trưa con quyết định đi, là 3 giờ chiều con lên xe vào đây. Thế thì bà con có nhắn gửi là xin gửi lời cảm tạ tới cha và toàn thể cộng đoàn. Xin cộng đoàn cầu nhiều cho bà con cũng như tất cả mọi người có lời cầu nguyện mà không có điều kiện được đến đây. Thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện theo ý như họ xin ạ. Và con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được khỏi bệnh, vì con bị căn bệnh á sừng chữa cũng rất là nhiều nơi mà không có khỏi. Cùng những cái bệnh như là đau lưng, đau dạ dày, dạ tràng, rồi đau khớp, thì con cũng xin với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con nói la thì chắc là mọi người cũng chắc là nói con nọ, nói con kia, nhưng con bảo thôi kệ đi. Thì con vào trong đây con cũng chưa có ý định là mua đài lòng Chúa thương xót về cho mọi người. Con chỉ mang đủ tiền đi và tiền về cũng như tiền tiêu, nhưng mà lên đây cũng có ơn Chúa, được người ta giúp, đi đâu cũng có người giúp. Con mua hơn 10 cái đài rồi thì con chỉ còn đủ tiền về thôi, nhưng mà rất nhiều người nằm liệt giường ốm đau ước ao có lòng có đài để nghe thì nếu có thể được, chứ con cũng không bắt. Thì cha và cộng đoàn có thể cho con mấy chiếc về con ban đưa cho họ ấy để họ nghe thôi ạ. Còn nếu không được thì con vẫn vui vẻ ra về và tạ ơn Chúa cũng như tạ ơn cha và cộng đoàn. Bà của con này có đã vào trong này chưa? Bà con vào tháng trước rồi ạ. Mà hôm trước thì nghe con bảo con đến giáo điểm này chắc là cũng có hồng ân của Chúa, thì chính nghĩa là con đã lên xe về lúc 8 giờ hôm thứ 6. Nhưng con và một chị kia, chị mặc áo kẻ đấy kìa, thì ước ao còn được ở lại đến giáo điểm dự một thánh lễ nữa, nếu có thể được thì lên để làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Thì đúng như được ước nguyện, chắc là ơn Chúa ban cho con nhiều quá. Thế là con quay lại cũng được làm chứng về lòng Chúa thương xót. Thì con thấy là còn 2 người đi cùng đoàn chúng con thì họ về rồi, còn mai chị em con sẽ lên xe để về. Chúng ta thấy nếu mà Chúa muốn thì Chúa sẽ có cách của Chúa. Anh chị em thấy không? Dù đáng lẽ thì cô ấy về rồi, nhưng mà Chúa chưa muốn cho về. Chúa muốn là cô phải lên làm chứng cho bà của cô ấy, một người bà 72 tuổi mà bị bệnh giời leo, nó ăn vào tới tận xương tủy, đau đớn nhức nhối khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Ấy vậy mà bà lặn lội đến và bà đi về và Chúa chữa lành cho bà. Và bà ấy không phải là về rồi thôi, nhưng bà phải tôn vinh Chúa bằng cách là nhắn nhở những người khác chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Trong đó có đứa cháu 27 tuổi của mình bị đau bệnh đủ thứ như cô ấy khai. Và khi cô này cô đến và cô cầu nguyện như vậy, cô chẳng có ý định gì cả, nhưng mà Chúa lôi kéo cô ấy để cô ấy cảm nhận. Và cái điều đẹp lòng Chúa nhất là cô dám hy sinh tất cả mọi cái chi phí khác, chỉ đủ tiền xe đi về, ăn uống dọc đường tạm, còn dành tất cả là những món quà của lòng thương xót, là những cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho những người già, những người đau bệnh ở dưới quê. Thưa anh chị em, rất nhiều anh chị em đã làm công việc ấy, và chúng tôi vẫn cứ tiếp tục làm công việc ấy suốt cả gần 10 năm nay, cứ gửi ra những tỉnh mình xa xôi, rồi nhờ các cha xứ, các giáo phận, các đức cha, chúng tôi đã chuyển hết các giáo phận, các cha xứ và nhiều cộng đoàn lắm rồi. Bây giờ thì khả năng không còn nữa, thì anh chị em lại tiếp tay với chúng tôi làm cái công việc đó. Và chỉ có một món quà duy nhất để tặng cho bà của con, rồi bà muốn tặng ai thì bà tặng, để bà loan truyền lòng Chúa thương xót. Và con cầu nguyện đã có một người tặng cho con một cái máy nữa rồi, phải không? Con xin tặng cho chị. Xin cảm ơn bác ạ. Sao con? À, con muốn làm chứng cho chú à? Rồi. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Thị Nga, con ở cùng ở giáo xứ Thanh Thủy ạ. Thì con năm nay 32 tuổi ạ. Ở đâu? Con ở giáo xứ Thanh Thủy thuộc giáo phận Bùi Chu ạ. Vâng. Con được nhiều ơn Chúa lắm ạ, nên là hôm nay con đi theo bác với lại mẹ của con đi vào trong này tạ ơn Chúa, nên nhờ cha và cộng đoàn ạ, tạ ơn Chúa dùng con này ạ. Vâng. Con kể cho mọi người những ơn mới nhất mà con đã nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Vâng, ơn lớn nhất là Chúa đã chữa tâm hồn con, cho gửi đến cho con là những sự khó khăn về cuộc sống, về tinh thần cũng như là thể xác. Chúa là cho con là bị bệnh biếu cổ Bajedo đấy ạ. Vâng, là con bị bệnh nhưng mà con không biết. Con vừa nuôi bệnh vừa nuôi con trong vòng từ năm 2005 mà đến năm 2010 là con vừa nuôi bệnh vừa nuôi hai đứa con. Thì vì ảnh hưởng bệnh biếu cổ của con ạ, nên là các con của con nó cũng ốm đau lắm. Thì con nuôi con rất vất vả, đến khi mà con trai thứ hai của con mà được hơn một năm thì con kiệt quá, con đi không vững nữa. Suốt ngày là đêm không ngủ, ngày không ăn, rồi là không thể đứng lên được mà đi lại được. Thế là chồng con dịp đấy cũng đi làm ở xa về, thì đưa con đi sang Thái Bình khám. Thì đi khám lần đầu ấy là người ta cũng không tìm ra bệnh cho con, đến lần sau là họ mới tìm ra là Bajedo. Thì là gia đình con ngày đấy khó khăn lắm. Thế vậy thì cũng may là Chúa cũng thương, là cho con gặp được bác sĩ là bác sĩ mổ từ thiện ấy ạ. Bác sĩ mổ cho con năm 2010. Thế đến năm 2010 thì ở trong khi mổ ấy, thì trước khi mổ ấy là con yếu lắm, con không đi vững, ai cũng lo là con chết, bảo là chắc mà nó chết mất. Thế thì con có ở đấy, ở nhà thờ giáo xứ Phong Lộc thì có đài lòng thương xót, thế con nhờ người gia đình nhà con là khẩn cho con, và con quả quyết là mổ cho con, dù chết là con cũng xin là con không ca thán gì, con bằng lòng. Còn mọi người bảo rằng là dự yếu như thế thì không mổ được, nhưng mà con bảo là thôi con phó thác vào Chúa. Dạ. Thì thế là nhờ lòng thương xót Chúa đấy là khi trên bàn mổ ấy là lên bàn mổ đã định là bị người ta là định cho xuống, nhưng mà con lại cầu khấn là suốt trên bàn mổ là con đọc kinh khấn lòng thương xót, rồi là nhờ mẹ là vừa nhờ thánh Vinh Xuân Tê là cầu thanh để giúp cho con. Thì con vượt qua xong rồi là mổ xong về là con không rong đi được, vẫn cứ kiệt. Sau đến năm 2011 là con vẫn cứ không đông được, con yếu lắm, con không thể làm gì, không thể bò dậy mà đi lại được. Thế là con phải ra nhà mẹ con để mẹ con nuôi con, rồi nuôi con của con. Chồng con đi Hà Nội để kiếm tiền về là nuôi gia đình. Thì con cũng buồn lắm, buồn tuổi mà, rồi là ở nghĩ nào mà nó cũng buồn đấy. Bây giờ hai đứa con ấy phải nhờ người mà nuôi cho, mẹ chồng thì phải nuôi con lớn, mẹ nhỏ, mẹ vợ thì lại phải nuôi cả hai mẹ con mà bố mẹ. Mẹ chồng thì nuôi con lớn, mẹ vợ thì nuôi con nhỏ, cả hai mẹ con ạ. Thế mà cả hai mẹ con đôi bên thì khó khăn lắm. Thì con đến khi là cũng may là đấy lại cũng là được lòng thương xót Chúa là thúc giục là cho em trai chồng con ấy là nghe được bài giảng thương xót của Chúa, là em ấy là đưa về có thâu về 2 bài cho con nghe. Thế là có rồi là chú ấy xin cái số của cha, thì con nhắn cho cha, con nhờ cha là ở cha với cộng đoàn là cầu khẩn cho con để con khỏe, rồi là xin Chúa Thánh ơn Chúa Thánh Thần xuống để giúp con vững vàng vượt mọi sự khó khăn lên. Thì con lại được ơn lúc đó là con được gặp được thầy Đắc Thước, là con đi khám là chữa là con bị là bệnh thoái hóa, đốt sống cổ, đốt sống lưng, rồi thoát vị đĩa đệm, rồi là bị cả bệnh đau khớp dạng thấp nữa, thì khớp nó đớp tìm đấy, con không thể thở nên được mà đau đớn. Vậy xong rồi là thế là con gặp được thầy Đắc Thước là người ta chữa cho con đi lại được. Thế đến vừa rồi là đến cách đây 2 tháng là 3 tháng là con lại phát hiện ra một cái u ở vú ấy. Là thế mọi người cũng lo bảo rằng là bây giờ mày đã có là cái có cái chân là ác tính rồi, đi lên Hà Nội mà khám, đã sang Thái Bình khám, nhưng mà người ta không, mọi người không yên trí là dục con đi là khám. Thì con trước khi đi là con lại khẩn động thương xót, thế nào cũng nhớ Chúa là Chúa thương, là con không bị ác tính mà con chỉ là bị là u lành, là bác sĩ là mổ cho con, là con được lành lặn, là bây giờ con khỏe. Rồi đến chồng con thì đã Cái cô này cô lắm bệnh quá, thế nãy giờ cô kể tôi nghe nó còn mệt đấy. Biết Chúa rồi Chúa cũng mệt đấy, chứ mà xong rồi Chúa cứ chữa đấy, chứ tôi không hiểu rồi. Mà bây giờ cô khỏe mà, cô xinh xắn, khỏe mạnh đến với trước mặt chúng ta. Phải đốt sống cổ, rồi con đốt sống lưng, rồi con bị đau lưng, rồi con bị biếu cổ, rồi con bị dày leo, rồi con không ngủ được, con không ăn được, cái đó là Chúa. Nghe mà thấy nó mệt chứ, thưa anh chị em. Mỗi Chúa là không mệt chứ, còn mình là mệt lắm phải không? Chúa vẫn lòng thương xót của Chúa là như thế. Rồi cùng chồng con làm sao? Thưa cha, chồng con đi làm trên Hà Nội thì bị rắn hổ mang cắn đang đêm ngủ. Bị rắn hổ mang bành ấy ạ, nó cắn ạ. Là đang đêm ngủ trên giường ấy mà nó cắn. Thế mọi người là cũng cấp cứu đưa ra bệnh viện là cũng nguy ạ. Thì bác sĩ bảo rằng là nếu mà thì phải có kết quả là trong vòng ngày hôm đấy là đến tối là mới có kết quả là có cứu được không. Thì trước khi mà con đang ở quê mà con ngày đấy nó còn yếu lắm ạ. Thì nhưng mà con vẫn phải cố gắng nên là trong chồng con này là cũng có động lực để chồng con vượt qua. Thì nên thì là bác sĩ bảo vậy. Thì khi con đi là con lại là nhờ mọi người ra là khấn lòng thương xót Chúa, rồi là xin lễ khấn lòng thương xót Chúa cho con. Thì là con lại được một lần nữa là Chúa thương con, Chúa cứu chồng con. Thì mà con là con chỉ quỳ xuống là con xin, mà khi mà lúc đấy là con mất máy điện thoại, là không còn số của cha, nên là khi mà nghe là giữa đêm 2 giờ đêm mà con nghe là con hoảng quá. Con lao giữa nhà, con quỳ trước lòng thương xót Chúa, con đọc chuỗi lòng thương xót Chúa, đôi con cầu nguyện, con than thở để Chúa bây giờ thì vâng, thì là Chúa là cứu con nữa, cứu chồng con. Vâng, Chúa đã thương. Vâng, Chúa đã cứu nữa. Rồi tôi tặng cho chị một cái máy về cho chồng của chị nha, người đã bị rắn hổ mang cắn mà còn được sống tới ngày hôm nay. Còn bản thân chị thì chị đã bị quá nhiều căn bệnh, và hôm nay chị quay một vòng cho người ta thấy coi chị có ốm đau bệnh tật gì không, thưa anh chị em? Đau ốm đau bệnh tật gì không? Rồi đi phải chỗ nha, ra đi loan báo lòng Chúa thương xót. Còn anh đó lên đây. Nãy giờ anh nghe người ta lên làm chứng, người ta chia sẻ, và chúng ta thấy rằng là Chúa nói rằng ta ví thế hệ này với ai được? Gioan tẩy giả đến không ăn không uống thì bảo là đồ quỷ ác, con người đến cũng ăn cũng uống thì bảo là hay ăn hay uống, la cả với phường trộm cắp và phường gian ác, biết chiều lòng người thế nào được. Anh chị em thấy không? Cái câu chuyện mà hai cái bố con với con lừa ấy, công việc mà Chúa Giêsu làm, công việc mà Gioan tẩy giả làm, hai cái cách sống khác nhau, mà cái cách sống nào cũng là cách sống tin mừng. Vậy mà họ cũng đâu có tha đâu, thưa anh chị em. sống khắc khổ, sống nghiêm nhập thì bảo là độ quỷ ám, mà sống rộng rãi, sống phóng với mọi người, sống thoáng với mọi người thì lại bảo là bê bối bê tha. Thưa anh chị em, miệng lưỡi thế gian mà, lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Nếu mà ta cứ nghe theo dư luận, nếu mà ta cứ bị dư luận lèo lái, rồi cứ nghe người ta nói cái này lại sợ, nghe người ta nói cái kia lại hoảng, thì chả bao giờ ta làm được cái gì hết. Có những người không dám lên làm chứng vì sợ rằng lên làm chứng người ta bảo mình là chứng giả, chứng gian, rồi tạo, rồi giàn dựng vân vân. Nếu mà như vậy thì chẳng có lời chứng nào, chẳng ai dám lên làm chứng. Rồi không lên làm chứng thì bảo ôi trời, dạng gì đâu mà buồn quá, chẳng có ai làm chứng, chẳng có cái gì mà sống động, lại kêu buồn quá. Biển nếu mà như vậy thì biết chiều ai đây thưa anh chị em, có phải không? Mình có cần phải chiều người ta không? Vừa lòng Thiên Chúa và vừa lòng con người. Anh chị em muốn vừa lòng ai? Vừa lòng Thiên Chúa. Vừa lòng ai? Vừa lòng Thiên Chúa. Rồi vừa lòng Thiên Chúa thì anh cứ mạnh dạn anh chia sẻ đi, người ta muốn nói gì thì nói, mặc miễn là lời chứng của anh từ chính con người thật của anh thì thôi. Con kính chào cha, kính chào tất cả mọi người ở giáo điểm Tin Mừng hôm nay. Lần đầu tiên con đến đây, con làm chứng thì chắc có lẽ con không xứng đáng để làm chứng, nhưng con chỉ xin kể những cái hồng ân Chúa ban cho con để cho mọi người biết rằng Chúa luôn yêu thương và luôn luôn ôm ấm chúng ta trong lòng. Thưa cha, con lập gia đình năm 2000. Con là Phê-rô Lê Văn Lai ở giáo xứ Hòa Xuân, giáo phận Bà Rịa. Con năm nay 42 tuổi, con chỉ là một người nông dân bình thường. Con xin được kể với mọi người về cái hồng ân của Chúa ban cho con. Cách đây rất là lâu, khoảng từ lúc năm bước vào mới. Dạ. Con đứng kể chuyện rất lâu, chuyện mới nhất thôi. Dạ. Con xin kể với cha về cái vấn đề của gia đình con. Tức là con là lập gia đình, thì bước vào tuổi lập gia đình thì bắt đầu cái khủng hoảng của con, đó là hai vợ chồng con được đứa con đầu lòng. Thì ai cũng mơ mộng đứa con đầu lòng rất là khỏe mạnh, nhưng đối với vợ chồng con thì lại không. Chúa gửi đến cho vợ chồng con một đứa con tật nguyền. Trong con cũng không thể nào kể hết cái vấn đề tật, cái thời điểm mà nuôi đứa con của con được, bởi vì không có thời gian. Con chỉ kể nó chơi và tất cả những ai mà có con tật nguyền thì chắc là hiểu được cái nỗi lòng của những người làm cha mẹ có con tật nguyền, thế là đủ rồi. Nhưng mà cái lúc mà từ lúc đứa con của con ra đời tật nguyền cho đến lúc 4 tuổi thì Chúa gọi nó. Thì cái lúc bắt cái thời điểm đó thì nó đã qua rồi, nhưng mà bắt bước qua một cái thời điểm nữa mới ganh go, đó là lúc đó đứa con của con nó mất rồi á. Thì lúc đó mà nhiều người bảo con là phải đi kiểm tra, hai vợ chồng đi kiểm tra để coi cái tình hình sức khỏe thế nào, để coi mà tiếp tục mà nuôi nữa. Nhưng mà hai vợ chồng con lại lặn lội lên bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra. Thế là được một ngày đi xét nghiệm rồi đi kiểm tra rồi làm hết, nhưng mà cuối cùng là được một câu trả lời của bác sĩ rằng là vợ chồng anh không nên có con, bởi vì bảo rằng là cái tinh trùng hay là cái được rồi. Dạ không tinh trùng chiếc gì đây. Dạ. Không có thể có con, mà có con là sẽ có. Được rồi. Thế là lúc đó hai vợ chồng con về nhà rất là đau buồn, cái nỗi khổ của những người rất đau buồn. Thế rồi là con bắt đầu mới quyết định thế này, thay đổi hướng. Thế là sáng nào từ cái chỗ nhà con cũng lên nhà thờ, cũng không xa. Thế là sáng nào con quyết định là sáng nào con cũng đi lễ. Thì đi lễ thì con đi sớm nhưng về trễ, cho lên đó là con cầu nguyện. Và một cái lời Chúa mà làm cho con, đánh động cho con đó, là bảo rằng là đối với thiện loài người thì không thể, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì không có gì không thể hết. Đấy. Thế là con đã áp dụng cái lời đó và con đã cầu nguyện. Và rồi cái cương thức của con cầu nguyện lúc đầu, dạ lúc đó Thì lúc đó sau đó khoảng được 1 năm thì con lúc đó hai vợ chồng con đã, vợ con đã có thai. Vừa rồi có thai đó thì cái niềm vui lớn nhất đó là đứa con rất khỏe mạnh. Và hôm nay con cũng đưa con lên đây để nói cho mọi người biết rằng là loài người không thể, nhưng lối Thiên Chúa thì không có gì cũng có thể. Đâu. Thưa cha. Thôi thằng boy. Nó sợ nó, người ta không biết đó là con trai, nó phải mặc áo nó để là boy. Còn cái đứa con gái thì sợ tao biết mình con gái phải mặc áo để là girl. Rồi, con tên là gì boy? Dạ, con tên là Lê Bùi Quang Dũng. Rồi, Dũng bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay con 10 tuổi. Ừ, hôm nay thì 10 tuổi, ngày mai mấy tuổi? Dạ, con không biết. Rồi, con học lớp mấy? Dạ, con học lớp 5. Rồi, Dũng có nhà ba má con với con có lần suối lòng hứa Chúa bao giờ không? Dạ, con hứa Chúa là con lớn lên sẽ giúp mọi người tránh khỏi lụt và ở miền núi. Cha hỏi con. Rồi, kệ nó, phải nhắc theo đến đây, ông đứng trên đây, ông đứng trên. Rồi, để mình nó. Rồi, cái ước mơ của nó là lớn lên sẽ giúp đỡ mọi người khỏi bão lụt ở miền núi, phải không? Rồi, hay chưa? Giúp mọi người khỏi lũ lụt ở miền núi. Bây giờ miền núi mà bị lũ lụt mới đau chứ. Anh em thấy không? Rõ ràng có những nơi ngày xưa không bao giờ bị lũ lụt, mà bây giờ chính ở miền núi lại bị lũ lụt. Tại vì người ta phá hoại thiên nhiên, người ta phá rừng, người ta phá núi, rồi người ta làm những thủy điện mà chẳng có theo một cái hệ thống khoa học kỹ thuật. Mạch ai nấy làm, nhà thủy điện, người thủy điện, ai cũng cứ thủy điện. Rồi cuối cùng nó lũ nó xuống và những người miền núi bị lũ lụt. Cái điều đó là cái điều đau khổ lắm thưa anh chị em. Chúng ta cười ra nước mắt đấy chứ. Cười vì con người không tôn trọng thiên nhiên, cười vì con người mà cứ hăng say làm nhưng mà khả năng không có. Nếu mà cứ gì đó, người ta có cái gì là thành phá hoại đó. Cái gì cộng với cái gì trở thành phá hoại? Hả? Hăng say à? Hả? Cái gì? Cái gì cộng với ngu dốt thành phá hoại? Nhiệt tình à? Cứ nhiệt tình nhưng mà không có khả năng, và cộng với ngu dốt thì trở thành phá hoại. Thằng bé này nói đúng lắm thưa anh chị em. Chúng ta cười vì nó nói rằng con sẽ làm cho những người vùng núi khỏi lũ lụt. Rồi ước mơ của con lớn lên, Dũng, người bắt lấy con. Ước mơ của con Dũng đẹp trai, lớn lên con sẽ làm gì Dũng? Ước mơ của con lớn lên sẽ là Linh mục. Có không? Dạ, ăn tôm. Hả? Con muốn lớn lên con làm cái gì? Làm bác sĩ, làm ông cha, bà sơ, hay là linh mục, hay là cái gì? Dạ, lớn lên con làm bác sĩ. Muốn đi tu không? Dạ không. Dứt khoát. Có lập trường. Đó, nó phải dứt khoát lập trường như vậy. Không có ngã theo dư luận. Không phải là cha cứ dụ lớn đi tu sướng lắm con ơi, để nó ngã theo dư luận nó đi tu. Không. Hoặc là bố nó bảo là lớn lên để con đi làm thầy giáo đi con. Không. Nó có lập trường của nó. Lớn lên làm bác sĩ. Dứt khoát làm bác sĩ. Ai nói gì nói vẫn cứ làm bác sĩ. Đó thưa anh chị em. Tại vì Chúa bảo rằng là cái thế hệ này nói gì nó cũng có, gì nó cũng chọc được hết, cái gì nó cũng chê được, cái gì nó cũng trách được hết. Mà cứ ngã theo dư luận thì không xong rồi. Đến mà sống kham khổ thì nó bảo quỷ ám, như là Gioan Tẩy giả. Mà gần gũi những người nghèo, những người đau ốm bệnh tật, những người tội lỗi thì nó bảo là ăn chơi với phường trắc táng và bị bối tội lỗi. Chúa mà còn chưa vừa lòng người, huống chi con người. Cho nên mỗi người chúng ta sau khi suy nghĩ kỹ, mình phải có lập trường đúng như Dũng này, lập trường rõ ràng, không có ngả theo cái chiều này, không có ngả theo chiều kia, có gió chiều nào theo chiều nấy. Bây giờ con người ta cứ hay gió chiều nào thì mình theo chiều ấy, không có lập trường, không có cái kiên định, và lúc nào cũng sợ hãi dư luận, lúc nào cũng phải coi người ta nói cái gì, cha cha có biết người ta nói cha cái này không, cha có biết người ta nói cha cái kia không. Này, tôi xin lỗi, nếu mà bảo tôi rằng trai cha có biết Chúa đang nói gì với cha không thì hãy nói với tôi, chứ đừng có cha có biết người ta đang nói gì cha không, biết người ta đang nói gì cha không. Muốn nói gì thì nói, mình không phải là mình là cố chấp, mình không phải là người ngoan cố, không, mình phải biết lắng nghe, nhưng lắng nghe không có nghĩa là phải nghe theo họ, chiều theo họ, không. Lắng nghe để mình biết phân định cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là phải, cái nào là trái. Cái nào là đúng ý của Chúa thì tôi theo, thì tôi làm. Mà người ta nói với tôi cái lợi cho tôi mà không đúng ý Chúa, tôi cũng không làm, tôi cũng không theo. Chứ đừng có bảo là cha nghe con đi, làm cái này có lợi lắm. Xin lỗi, tôi không tìm cái lợi cho tôi. Cha nghe con đi, cha làm cái này ta sẽ được lòng người giáo dân lắm. Xin lỗi, tôi không lấy lòng giáo dân. Cha nghe đi, và cha làm cái này đi, nhiều người giúp cha lắm. Xin lỗi, Chúa giúp tôi đủ rồi. Tôi đâu có phải là cứ phải chạy theo người ta, chiều theo người ta, để người ta biếu xén, để người ta cho cái này, để người ta cho cái nọ, để người ta cho cái kia. Có người vô đây bảo là cứ đưa cha cái con cá này là cha không la đâu. Cái em nó bảo có đưa 10 tấn vàng, la là ông cũng la thôi. Đúng là không la mà sai la có 10 tấn vàng cũng la. Cho thì cho, không cho thì đem vàng. Mình phải có lập trường của mình chứ thưa anh chị em. Đâu mà cứ phải người ta cứ đưa tí tiền nữa là phải theo người ta, người ta cho tí tiền là phải theo người ta, người ta đưa tí tiền này ta bảo nhà thờ phải đặt cái này là phải đặt theo, người ta cho cái ghế này cẩm xà cừ nó phải đặt lên bàn thờ, rồi người ta đưa cái ghế ngọc bích cũng phải đặt lên bàn thờ, cuối cùng bàn thờ toàn ghế không là sao. Có anh chị em đến bảo thưa cha con muốn dâng cúng cái ghế, bảo cái ghế gì, bảo cái ghế cẩm xà cừ. Bảo tại sao tôi có cái ghế này ngồi được rồi, tại sao đưa cái ghế này chi, đưa cái khác đi, làm bác ái đi. Bảo không, nhà con bán ghế. Bảo thôi đi bán ghế, đem đi chỗ khác mà bán. Rồi còn bác sĩ tương lai, ông đi về trước đi để cho nó bình tĩnh. Ông đứng để làm bé nó mất bình tĩnh. Này bác sĩ, tặng cho con cái máy 500 bài giảng, con nghe bao giờ chưa? Dạ rồi. Con nghe ở đâu? Dạ ở bên ngoài. Ông ngoại phải không? Ông ngoại có. Rồi con nghe của ông ngoại. Dạ. Rồi bây giờ cho tặng cho con cái máy, khỏi phải nghe của ông ngoại, con tự nghe lấy được không? Dạ. Con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không? Dạ chưa. Rồi bây giờ về đọc nha bác sĩ nha. Rồi chào bác sĩ, đi mà giỏi nha bác sĩ. Còn đứa cô kia, nó cô áo hồng đó, cô đó, cô đến đây. Cái thằng bác sĩ này đi em nó cho cái máy cho cái cô mười Bắc Kỳ. Lấy cho cái cô mà đông nãy bảo là có nhiều người già người bệnh ở ngoài miền Bắc mà không có máy đó, rồi nó bảo là nó đem nó tặng cho người ta. Rồi còn cô tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì? Dạ con Bùi Thị Hà ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chúa thôi, Bùi Thị Hà, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm nay bao nhiêu tuổi? Con năm nay 35. Con đạo gì? Theo con có đạo nào? Con đạo nào? Con không có đạo, con người bên lương. Vâng, người bên lương không có đạo. Nhưng mà con có tin vào Chúa không? Dạ, con tin ạ. Rồi con kể cho mọi người nghe coi, con không có đạo mà con lại tin vào Chúa là sao? Chúa ơi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao. Có phải không? Dạ, vâng ạ. Cô biết hát bài đó? Dạ, con mời ấy, con cũng chưa thuộc ấy, con chỉ biết sơ sơ. Sơ sơ. Rồi, bây giờ con kể tại sao mà cô lại tin vào đạo mặc dù cô là người không có đạo? Dạ, con tin vào Chúa vì Chúa là đấng tối cao là tất cả. Con cách đây gần 20 năm con thì bị bệnh chấn thương tâm lý á. Ngày chỉ gại vào quay học cũng chính là ngày con bị lâm bệnh quá nặng. Gia đình bố mẹ đau lòng quá, chăm sóc thuốc thang cho con lời phàn nàn. Rồi cuộc đời của con quả đau khổ và nhiều biến cố lắm cha. Con giờ nhiều bệnh tật lắm ạ. Vâng, con giờ ngày chỉ đi học đi với chị con. Rồi cô đau khổ bệnh tật nhiều lắm, rồi làm sao mà ai giới thiệu cho cô biết về lòng thương xót của Chúa mà hôm nay cô đến đây? Dạ, con cũng ở gần nhà, con gần xã của bên đảo thì con cũng có người chị, rồi con cũng tìm hiểu ạ. Vâng. Rồi con thời gian con bệnh á thì quả đau đớn lắm cha. Cách đây 20 năm con nằm liệt giường luôn á. Mà không ăn không uống, mà có khi bộ phải bóp tay nần tay trong người lung tung hết cả lên. Và con rất là đau đớn, có khi người nằm xoài nằm trên giường không biết qua thử gì cả. Nhưng rồi cô đã nằm cái này cả 20 năm, cô đã là người bị bệnh đến nỗi mà nằm liệt giường không biết gì cả, và đầu óc nó cũng không được bình thường nữa. Rồi biết bao nhiêu đau khổ giáng xuống cuộc đời của cô và gia đình của cô. Rồi có người giới thiệu cho cô biết về Chúa, và hôm nay cô đến đây cộng đoàn lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng này. Cái niềm xác tín của cô vào Chúa như thế nào, cô tin vào Chúa như thế nào, cô nói cho mọi người biết. Một người không có đạo, cô tin vào Chúa, cô nói cho mọi người biết lòng tin của cô bây giờ với Chúa như thế nào. Dạ, con rất tin vào Chúa vì Chúa sẽ chữa lành, vậy Chúa ai sẽ đến với Chúa sẽ là được ơn và được chữa lành, và tất cả mọi người cứ theo Chúa và loan báo tin mừng, và mọi người đều biết về Chúa nhiều hơn để cho cuộc sống của toàn thế giới này, cuộc sống bớt đi phần nào sự đau đớn và ấy. Vâng, cái lời đó mới là cái lời Thánh Thần sai cô ấy nói. Một người ngoại đạo nói với chúng ta ngày hôm nay là chạy đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa để được Chúa chữa lành, để được Chúa ban ơn, và cho thế giới này để được an lành thì phải chạy đến với Chúa. Đúng như là Chúa nói với thánh nữ Faustina, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Cô từ ngoại Nghệ An đến đây, tôi tặng cho cô một cái máy nằm trong bài giảng lòng Chúa thương xót, và như cô nói là mọi người nhận biết Chúa và đi loan báo tin mừng. Cô làm công việc đó đi, người không có đạo, đi mạnh dạn ra đi làm công việc loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người. Đi mạnh lên cô. Còn cái cô áo đen kia, đây đây, cô này, nhiều người nước. Ai là người phải đi loan báo tin mừng? Con phải không? Con muốn đi loan báo tin mừng không? Đến đây. Ai? Dạ chồng con ạ. Dắt lên. Rồi, dắt lên. Rồi. Con đứng lên, đừng mạnh dạn lên, đứng lên đây. Rồi, đứng đây. Rồi, con đứng đây. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết đây là ai? Dạ là chồng con ạ. Còn con, đây là ai? Dạ vợ con. Bà con á? Vợ. Dạ thưa cha, thì hôm nay con đến đây thì con cầu nguyện cho cha, và hơn nữa là con là tên con là Maria Đỗ Thị Phụng, cháu xứ Lâm Sơn. Và con đến đây thì con làm chứng cho Chúa là thời gian thì cũng không có nhiều, con chỉ nói là Chúa chữa bệnh cho gia đình con này có 6 đứa con, một đứa thì xe bò cán dập gan, và một đứa thì cắt ruột thừa, một đứa thì mổ tim 2 lần, và nó bị cụt ngón tay như vậy, nhưng mà con không đưa đi bác sĩ, tự con chữa cho con, thì nhờ Chúa chữa lành cho con của con. Còn chồng con đứa thứ 4. Dạ con nói những đứa có bệnh thôi ạ. Đứa sẽ bỏ cán, đứa thì dập gan, đứa thì tim 2 lá. Rồi còn chồng của con? Chồng của con thì bị tai nạn, thì liệt cũng nằm mấy tháng trời, nhưng mà Chúa cũng chữa cho gia đình con, vì Chúa thương con là đạo theo, cho nên là Chúa chữa tất cả cho gia đình con, cho nên là con cứ tín thác vào Chúa và cho con trông cậy vào Chúa, cho nên Chúa chữa cho tất cả gia đình con. Và con 9 đĩa đệm, con cũng nằm liệt mấy tháng trời. 9 đĩa đệm hả gì? Dạ, con bị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm nhưng mà là 9 đĩa đệm. Con đi thì con không đi được, và con đi thì nó chỉ lệch một nửa người, là một bên thì cao, một bên thì thấp, nhưng mà giờ Chúa chữa lành cho con đi được bình thường. Và hôm nay con đến đây để con tạ ơn Chúa, và con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin hết. Vì con đi coi nó có bên cao bên thấp không, đi thử coi, đi coi, dạ, đi coi, đấy cao thấp không, đi lại coi, còn tướng đi còn ngon hơn là người hoa hậu rồi. Rồi chồng con thì bị bệnh gì? Dạ con bị tai nạn xe cộ. Dạ khi mà con bất tỉnh này thì con đã khỏe rồi cha, nhưng mà thấy xương đầu con thì như đưa nuôi ở đây là cái đây em quay đây cho mọi người thấy. Cái đầu cũng nó móc nguyên vô một khúc như thế này, như thấy không, nguyên cái bàn tay tôi đập vô trong này, đây cái đầu giống như thế này, bị lắp sọ. Dạ bị nuôi sọ trên 115, và chồng con chân phải gãy làm 2 khúc, và liệt một bên trái không cử động được. Nhưng mà cha có đến giải tội và sức dầu 3 lần, thì giờ cha chồng con bình thường. Vậy cha con cảm cha con làm cũng đỡ khỏe này cha. Dạ. Khỏe rồi nha. Rồi cho tặng cho chúng con một cái máy nha, hai vợ chồng cầm tay nhau, ôm lấy nó, hai vợ chồng đó vậy rồi dắt nhau đi, rồi cứ để vậy. Cứ để vậy mới đi, xong rồi bỏ tay là thế nào? Cứ để như vậy. Rồi cứ để vậy mà đi. Và ta vào vậy. Rồi đi về chỗ. Rồi dắt dìu nhau đi nữa đấy. Đừng có bỏ. Rồi còn cô áo trắng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người mà tân tổng, họ lên họ xác tín về quyền năng của Chúa là như vậy. Còn cô là người đạo gốc hay là đạo tân tổng hay là đạo gì? Đạo gốc ạ. À? Vâng, lúc nãy thì người không đạo, bây giờ người đạo tân tổng, bây giờ đạo gốc. Và đạo gốc có gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Vinh, ở giáo xứ Hòa Bình thuộc giáo phận Xuân Lộc. Con xin làm chứng cho con của con là cách đây khoảng 10 năm thì con bị bệnh dính khớp cột sống ấy, rồi từ con vui quá. Từ đầu năm đến giờ thì con của con nó bị bệnh hoại tử khớp háng ấy. Cháu không đi lại được. Cháu nhớ cách đây khoảng 2 tháng ấy, có một cái anh chàng ngồi ngay đây mà chống gậy lên với cha. Vâng, đấy là con của con ấy. Vâng. Năm nay cháu tên là Du Sen Nguyễn Hoàng Tuấn Anh. Cháu năm nay 38 tuổi. Từ Tết đến giờ cháu con không có đi lại được. Con cứ phải chống gậy ấy. Thì cách đây 2 tháng con đưa cháu lên thì cha và cộng đoàn cầu nguyện ấy. Cha có đặt tay cầu nguyện cho con của con thì con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha. Con của con nó đi lại được rồi, nó không phải chống gậy nữa. Mà cái cháu nó đi làm được 6-7 tuần nay rồi ạ. Cái đấy từ Tết thì cháu không có làm được cái gì hết. Đi lại trong nhà cũng phải chống gậy. Con buồn lắm, mà con đưa cháu lên đây xin khấn. Cha cầu nguyện thì giờ cháu đã đi lại được. Cháu đi làm được 7-8 tuần nay rồi ạ. Con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha. Thôi, năm nay đi làm nó không đến được. Cái anh chàng mà cách đây 2 tháng là bị hoại tử khớp háng, phải chống nặng mà đến đây, chống gậy đến đây. Bây giờ thì nó đã đi làm. Về cho tặng cho nó cái máy nha, để nó đi loan báo và làm chứng cho mọi người. Thưa anh chị em, chúng ta đọc trong bài đọc 1, chúng ta nghe. Anh chị em nghe: Đức Chúa đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Israel phán thế này: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đấng dạy ngươi những điều bổ ích, đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Thiên Chúa đấng dạy những điều bổ ích, đấng hướng dẫn trên đường ta đi. Dạy ta những điều bổ ích, hướng dẫn trên đường ta đi. Dạy ta những điều, hướng dẫn những trên đường đi. Thiên Chúa nói như vậy: Ta dạy ngươi những điều bổ ích. Các anh chị em đến đây nghe lời Chúa có thấy bổ ích không? Có không? Có thấy cái gì là hoang đường không? Trả lời mạnh, có thấy gì hoang đường không? Trả lời mạnh, có thấy gì là mê tín không? Có thấy gì là giả tạo không? Mạnh, có thấy gì là giả vờ không? Vì lời của Chúa, Chúa dạy những điều bổ ích và hướng dẫn chúng ta trên đường ta đi. Anh chị em đến đây được Chúa hướng dẫn, được Chúa dẫn đường. Mà những chứng nhân anh chị em vừa mới nghe, vừa mới thấy là những người được Chúa dẫn đường, được Chúa cứu chữa. Từ một người không có đạo như là cô ở Nghệ An, đến một người tân tòng giống như là cặp vợ chồng dắt dìu nhau đi, rồi đến những người đạo gốc như người mẹ làm chứng cho đứa con của mình, đến cặp vợ chồng hiếm muộn mà bác sĩ quyết khẳng định rằng là không có khả năng sinh con, hoặc là không nên sinh vì sinh thì sẽ bị thế này thế nọ thế kia. Vậy mà sinh ra một thằng bác sĩ từ trong lòng mẹ. Thưa anh chị em, thì ta thấy rõ ràng là họ là những người để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ. Họ là những người để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào cuộc đời của họ. Và trên đường đi của họ, họ để cho lời của Chúa bổ dưỡng họ. Và họ để cho lời của Chúa dạy dỗ họ những điều ích lợi. Chúa nói tiếp, thưa anh chị em: Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển, dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số, tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt ta. Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông. Giả như, giả như, giả như. Nếu mà, nếu mà, nếu mà, nếu chúng ta để cho lời của Chúa hướng dẫn. Nếu ta để cho Chúa soi sáng dẫn đường, nếu ta để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào cuộc đời của ta, thì sự bình an của Chúa thấm vào ta, chan chứa như dòng sông. Nhưng mà khốn nỗi, ta lại không để cho lời Chúa hướng dẫn, ta lại không để cho Chúa dẫn đường, mà ta lại để cho dư luận quần chúng dẫn đường. Cho nên cứ chiều theo dư luận mà làm hết cái này đến cái kia, để cho người ta khen, để cho người ta tung hô mình, để cho người ta vinh danh mình. Ta chiều theo dư luận, phải làm cái này, phải làm cái nọ, phải làm cái kia, kẻo người ta nói, kẻo người ta chê, kẻo người ta trách. Ta làm cái gì ta cũng chỉ nhắm cái mục đích là để cho người ta khen và để cho người ta khỏi chê, khỏi trách. Làm sao mà vừa lòng được con người mà cứ chiều theo họ, mà không để cho lời của Chúa hướng dẫn, không để cho Chúa soi sáng dẫn đường, không để cho lời Chúa đưa mình đến với cái cùng đích là lòng thương xót của Chúa, mà cứ để cho dư luận nó lèo lái mình thế này, lèo lái mình thế nọ, lèo lái mình thế kia. Lúc nào cũng sợ người ta nói, lúc nào cũng muốn chiều theo lòng của người ta. Là sao thưa anh chị em? Ai là người dẫn đường anh chị em? Ai là người soi sáng cho chúng ta đi? Mà ta cứ để cho những thầy mù dẫn đường là sao? Để cho những thầy mù họ hướng dẫn mình là sao thưa anh chị em? Người ta nói gì cũng sợ, người ta khen cái là phấn khởi lên, người ta chê cái là buồn muôn thuở là sao? Ta để cho người khác lèo lái mình, ta làm nô lệ cho họ, mình có biết không? Cứ nghe người ta khen cái là sướng, còn người ta chê cái buồn. Hôm nay cha ơi con mất ngủ 2 giờ sáng không ngủ được, vì hôm nay anh ấy nói con thế này, hôm nay bà ấy chê con thế nọ, hôm nay con đi phục vụ người ta nói con thế kia. Tại sao mình đi phục vụ mà cứ phải chiều theo người ta là sao? Mình phục vụ lương tâm mình trước mặt Chúa, mình phục vụ thật ngay thẳng, thật trong sáng, thì không có gì để sợ, không có gì để mất nữa thưa anh chị em. Còn nếu mà ta phục vụ mà trong đó có một cái ý đồ đen tối nào đó, nếu mà ta phục vụ gì để mà lấy tiếng để cho người ta khen, nếu mà ta phục vụ vì một cái để mà mưu cầu lợi ích nào đó, nếu mà ta phục vụ để mà trục lợi cái gì đó, thì thưa anh chị em, ta không được bình an đâu. Ta chiều theo dư luận, hoặc ta chiều theo cái bản năng của mình, cái ham muốn của mình, cái ham lợi của mình. Và đôi khi ta lại hãnh diện vì rằng là không có ta thì không ai làm được. Chúa nói ta có khí thể khiến hòn đất này để trở thành những người ca ngợi Thiên Chúa được, không cần các ngươi. Và Chúa nói với Thánh nữ Faustina là nếu cần ta tiêu diệt hết cái nhân loại này để tạo lên một nhân loại mới được mà. Và Chúa nói nếu các ngươi không tôn vinh Thiên Chúa thì ta có thể khiến những hòn đá này tôn vinh Thiên Chúa được. Đừng có anh nghĩ rằng mình là số một, là bất khả thay, không có mình thì không ai làm được. Và anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em thú thật, tất cả chúng ta đều là người nhà với nhau, mỗi người một tay, mỗi người một chân, mỗi người một việc. Ý thức trách nhiệm, ý thức bổn phận mình, góp nhau mà làm, chia sẻ với nhau mà làm. Đừng ai nghĩ rằng không có tôi thì cha không làm gì được đâu. Tôi có làm gì đâu thưa anh chị em? Anh chị em làm cho tôi hay làm cho Chúa? Trả lời, làm cho tôi hay làm cho Chúa? Làm cho Chúa. Tại sao lại bảo không có tôi thì cha không làm được cái gì? Làm cho Chúa mà. Tại sao lại nói như thế được, phải không thưa anh chị em? Đừng có ai mà nghĩ rằng đó, coi thử coi không có tôi coi cha có làm được gì không. Không có mày có khi còn hay hơn nữa không chừng. Chúa làm hay hơn chứ, Chúa làm hay hơn con người chứ, phải không? Tôi xác tín điều đó. Suốt 10 năm gặp người này người kia, có lúc họ làm được việc này, làm được việc nọ, đâm ra lại hãnh diện là không có tôi thì không xong, không có tôi thì không được. Tôi nói không có anh, không có chị có khi còn hay hơn. Và chính bản thân tôi cũng thấy rõ lạy Chúa. Tại vì Chúa thương con thôi. Chúa dùng con là vì con quá tệ, Chúa dùng con là vì con quá xấu, Chúa dùng con vì con quá tội lỗi, cho nên Chúa mới dùng để xót thương con, để cho người ta thấy rằng là đấy Cái ông cha Long nó tội lỗi như vậy đó, bê bối như vậy đó, xấu xa như vậy đó, không ra cái gì đó mà Chúa còn có thể làm cho được như vậy. Huống gì là anh chị em là những người tốt lành hơn, là những người đạo đức hơn, là những người sống mẫu mực hơn. Thưa anh chị em, tôi xác tín được điều đó mà. Tôi xác tín được rằng là tôi chả là gì cả. Tôi xác tín được rằng là nếu mà không có tôi còn tốt hơn nhiều, công việc của Chúa có khi còn vinh danh hơn nhiều. Nhưng mà chỉ vì Chúa thương cái thằng tội lỗi, cái thằng đớn hèn này mà Chúa dùng nó để cho nhân loại thấy rằng đây là công trình của Chúa, đây là công việc của Chúa, đây là kỳ công của Chúa, chứ không phải là của bàn tay con người nào hết. Không có ai có khả năng mà làm được cái gì hết nếu không có Chúa. Cho nên anh chị em làm thì mình hãy để lời Chúa hướng dẫn. Giả như ngươi để cho ta hướng dẫn ngươi, giả như ngươi tuân theo mệnh lệnh của ta, giả như ngươi đừng để cho những cái ham muốn của ngươi xâm chiếm lòng dạ ngươi, giả ngươi đừng để cho những cái lợi lộc nó làm cho ngươi mờ hết con mắt của ngươi, giả ngươi đừng có lòng tham lam ham muốn, thì bình an của ta sẽ tuôn đổ tràn trên ngươi. Còn nếu mà ngươi làm mà ngươi cứ chiều theo dư luận, nếu mà Gioan chiều theo dư luận, Gioan có làm được gì không? Thôi không được đâu, bây giờ mình ăn châu chấu mật ong rừng, mình vô đây mình tĩnh tâm, nó bảo mình đồ bị quỷ ám mà, thôi không làm nữa, tiêu luôn. Anh chị em thấy không? Rồi Đức Giêsu đến cứu chữa gần gũi với người tội lỗi thì bảo: ôi cái ông này, ông đâu rồi đây, lại chơi với phường tội lỗi. Chúa Giêsu bảo: thôi chết rồi cha ơi, có làm vậy, nó nói con như vậy rồi sao cha ơi? Chúa có nói vậy không? Không, Chúa bảo của ăn của ta là làm theo ý của cha ta, đấng sai ta, làm theo ý của Thiên Chúa, chứ không phải làm theo ý của loài người.